Con người có hàng ngàn phép tính, nhưng ông trời chỉ có một phép tính. Hãy cứ là chính mình, trời xanh ắt tự an bài. Thưa quý vị và các bạn, trong một ngôi đền đạo giáo cổ có tên là Tu Trần Quán ở phía nam sông Dương Tử, Trung Quốc, hai bên cửa đền có treo câu đối nhân hữu thiên toán, thiên tắc nhất toán. Có nghĩa là con người có trăm ngàn phép tính, nhưng ông trời chỉ có một phép tính. Nhân sinh ở đời luôn có một số sự tình, sự việc xảy đến bất ngờ, ngoài ý muốn, căn bản không thể lý giải được. Có lẽ đây chính là cái mà con người ta thường cảm thán: ý trời đã định. Người ta thường nói người tính không bằng trời tính, bậc trí giả nghĩ ngàn điều, tất cũng có một điều sai. Bởi vậy, nhiều khi con người tính tới tính lui để mong kết quả như ý, mà cũng quên mất một điều rằng ông trời cũng có tính toán riêng của mình. Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một bản tính nhỏ, tính toán cho người khác và cho cả chính mình. Con người có hàng ngàn phép tính, nhưng ông trời chỉ có một phép tính. Vậy phép tính của ông trời đó là gì? Đó chính là đức hạnh của một người. Đức có thể bảo vệ sinh mệnh của một người, và đức cũng có thể giúp những người sinh ra trong cuộc sống khó khăn tự cứu mình khỏi cảnh hiểm nghèo. Hiện nay chúng ta thấy không có ít người thích tìm đến các thầy xem bói, toán mệnh. Với điều này có thể nói, ở một số phương diện nhỏ nếu biết thì có thể đề phòng một chút, hoặc có tác dụng tránh vận rủi, nhưng cũng chỉ là trì hoãn hoặc chuyển hóa thành tai họa khác mà thôi. Còn đại sự thì khó tránh khỏi. Cổ nhân nói, sinh tử hữu mệnh, phú quý do trời. Có lẽ sự sống chết tuổi thọ của một người là khó định toán nhất, bởi vì nó liên quan đến nhiều yếu tố khác ngoài tử vi toán mệnh. Ví như, người ta thường nói, tích đức thì kéo dài tuổi thọ, mất đức thì giảm thọ. Cũng có câu nói rằng, phúc phận đều từ đức mà đến. Tổ tiên nếu không tích đức cho con cháu, thì đời sau ắt khuynh gia bại sản. Cổ ngữ cũng nói, con người làm việc gì cũng phải luôn suy nghĩ xem có hợp với đạo trời hay không. Rất nhiều phước lành không cần cầu xin, tự nhiên sẽ đến. Do đó, việc tìm kiếm may mắn hay gặp bất hạnh là tùy thuộc vào chính bản thân của mỗi người. Tuy nói là vận mệnh do thiên định, nhưng vẫn có thể thay đổi được. Bạn chỉ cần mở rộng bản tính đạo đức vốn có của mình, làm càng nhiều việc thiện càng tốt, tích thêm nhiều đức. Đây là phúc do chính bạn tạo ra, người khác có muốn cưỡng cầu cũng không thể tranh đoạt chiếm lấy được. Vậy phúc lành do đâu mà có được? Hung họa làm cách nào để tránh? Kinh dịch cũng đã tiết lộ thiên cơ và nói rằng, tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Có nghĩa là gia đình thường làm việc thiện nhất định sẽ có thêm phúc để truyền lại cho con cháu. Gia đình nào thường làm việc ác bất thiện nhất định sẽ gặp tai ương, họa hoạn. Vậy thì làm việc thiện như thế nào? Làm điều thiện và tích đức có nghĩa là hành thiện, đối xử tử tế với người khác, tất cả đều với tâm tử bi. Một số người nghĩ rằng cách duy nhất để làm điều tốt và tích đức đó là bố thí tiền tài và của cải cho người có hoàn cảnh nghèo khó, thiệt thòi trong cuộc sống, hoặc quyên góp ủng hộ tài vật, xây nhà tình nghĩa, đình chùa, miếu mạo. Thực ra đây chỉ là một cách làm việc thiện. Những người không có tiền, không có gì cũng có thể đóng góp, như giúp người già, yêu trẻ em, sẵn lòng giúp đỡ người khác, làm việc thiện cho người bệnh tật, cứu người gặp nguy hiểm, kịp thời nhặt mảnh thủy tinh, hòn đá, đinh vít, các dị vật có thể gây nguy hiểm cho người khác khi đi lại trên đường, thu gom để gọn hoặc bỏ vào thùng rác, nhường ghế cho người già, phụ nữ và trẻ em trên tàu xe kịp thời, tham gia vào lao động công ích tình nguyện, vân vân. Tất cả những điều đó, bất luận là nhỏ to lớn bé thế nào, đều là làm việc thiện, tích đức. Làm việc thiện không có nghĩa là khoa trương, quyên góp số tiền lớn, mà là trong lời nói, việc làm, trong mọi hành động, đối xử nhân hậu tử tế với mọi người. Phạm vi làm việc thiện khá rộng, có những việc tốt có thể làm được bằng tiền, và cũng có những việc tốt có thể làm được không cần tiền. Có bố thí bằng tiền và có nhiều bố thí không cần dùng đến tiền. Vì vậy, để làm việc thiện và tích đức, bạn có thể đóng góp tiền bạc hoặc công sức.
không phải là làm một vài việc thiện và cúng dường một số tiền cho các ngôi đền, đó là công đức, mà hãy nhìn vào trái tim. Độ lớn của công đức và cách làm công đức không nằm ở hình thức mà ở tư tưởng chân chính và lương tâm trong sáng. Chỉ cần có tâm thì việc nhỏ đến đâu cũng có công đức vô lượng. Vì tâm vô lượng, thành tâm làm việc thì việc lớn nhỏ đều có phước đức thật sự. Hãy cứ là chính mình, trời xanh, ắt tự, an bài. Cả đời này đừng suy nghĩ nhiều, đừng lo lắng nhiều. Hãy cứ là chính mình, quản lý tốt bản thân, bước đi đàng hoàng, hành động đúng đắn, thế là đủ. Có khả năng thì cứ là chính mình, nếu bạn có năng lượng, điều kiện thì hãy giúp đỡ người khác một cách chân thành. Trời cao rất công bằng, sẽ không bạc đãi người chăm chỉ, cũng không phụ lòng người tốt bụng. Hãy cứ là chính mình, không ngừng nỗ lực, kiên trì không ngừng tử tế. Còn kết quả cuối cùng, hãy cố gắng hết sức và tuân theo số mệnh. Ông trời có sự sắp đặt của riêng mình, hãy tử tế với người khác và lòng tốt của bạn sẽ luôn được báo đáp. Người tử tế được mọi người kính trọng, được trời phù hộ, hưởng phúc theo sau, xa lìa mọi điều ác, được thần linh phù hộ, việc gì cũng thành tựu. Làm người, làm việc thì không ức hiếp người khác, không tham lợi nhỏ nhen, không dối gạt người khác. Làm việc nhân nghĩa, người đang làm và trời đang nhìn. Nếu người ta nợ bạn, ông trời sẽ trả lại cho bạn. Nếu bạn tử tế với người khác, bạn có thể không được người khác đối xử tử tế lại, nhưng lòng tốt của bạn sẽ không khiến mình đau khổ, bởi vì điều bạn nhận được là sự bình yên trong tâm hồn. Thực ra, tử tế với người khác, đó cũng chính là đối xử tốt với chính mình. Có lòng tốt không phải vì người khác mà là sống theo lương tâm của chính mình, có lương tâm trong sáng, không phàn nàn hay hối tiếc. Lòng tốt của bạn là những bông hoa xinh đẹp sẽ nở rộ trong trái tim bạn và nó sẽ tiếp tục tỏa hương thơm cho tâm hồn bạn. Bạn chỉ cần làm việc thiện và tích đức, mọi điều không may mắn sẽ qua đi. Và tôi tin rằng mọi thứ sẽ là sự an bài tốt nhất. Trong cuộc sống, không có sự cố gắng và kiên trì nào là vô ích. Có thể chỉ là bạn chưa nhìn thấy phần thưởng trong một thời gian. Nỗ lực và hy sinh trong cuộc sống sẽ được đền đáp. Đó là kinh nghiệm, là những bài học. Làm người thì phải dám cho đi. Có thể sự cho đi này của bạn không nhận được kết quả như mong muốn, nhưng bạn chắc chắn sẽ tiến gần hơn đến thành quả của mình. Nếu bạn không cho đi, bạn sẽ chẳng nhận được gì cả. Đây chính là ý nghĩa của sự cho đi. Hãy tự tin và cởi mở tiến lên phía trước. Ông trời sẽ đền bù cho bạn bằng một cách khác cho những khó khăn mà bạn đã phải chịu đựng và những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra. Nhân sinh ở đời, nếu nhân cách của một người không có tu dưỡng, làm trái với lương tâm của mình, thì dù có toan tính thế nào đi nữa, người đó rốt cuộc cũng nhất định phải thất bại, và ông trời sẽ không bao giờ tha thứ cho người ấy. Nhân cách là bảng vàng và lương tâm là nền tảng của một người. Chúng ta mất gì chứ không thể mất tư cách, không thể mất lương tâm. Nếu tư cách, lương tâm, đạo đức không còn thì cả đời này coi như uổng phí kiếp người. Suy cho cùng cuộc đời, tất cả đều là ở nhân phẩm tốt của một người. Giữ được nhân phẩm tốt, bạn không chỉ giành được sự kính trọng của người khác mà còn được sự tán thành của chính mình. Trong cuộc đời này, người khác có nhận ra bạn hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là bạn nhận ra chính mình. Chỉ khi bạn ngay thẳng, chính trực và trung thành, bạn mới có thể thực sự nhận được sự chấp thuận của chính mình. Những người làm việc chăm chỉ để được là chính mình sẽ không thất vọng với cuộc sống. Điều mà người ta thường nói là trời thử lòng người, đó chính là đối với một người chăm chỉ và xuất sắc, ông trời sẽ để người đó trải qua một khoảng thời gian bị đối xử bất công, một cuộc đời gập ghềnh đầy chông gai. Trên thế giới này, không ai quan tâm đến sự gục ngã và cay đắng của bạn, cũng không ai quan tâm đến sự cô đơn trong quá trình phấn đấu vươn lên của bạn. Chỉ có làm cho mình tốt hơn và thành công hơn, bạn mới có thể nhận được sự tôn trọng và công nhận xứng đáng. Thành công không có con đường tắt. Con đường khó đi nhất luôn là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Chỉ có thể là nỗ lực không ngừng, tu dưỡng đạo đức, tài năng, bạn mới có thể nắm bắt cơ hội và đến đích một cách nhanh chóng. Tới người chỉ mấy chục năm, bạn cứ nỗ lực hết mình, ông trời sẽ an bài cho bạn. Tôi tin rằng chỉ cần bạn làm tốt bản thân mình, mọi thứ bạn muốn sẽ lần lượt thành hiện thực.
bạn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ, tiếp tục cống hiến, tiếp tục kiên trì, tiếp tục tốt bụng và trung thành với bản chất của mình. Bạn sẽ gặp được một bản thân tốt hơn, có một ngày mai tươi sáng hơn, và ông trời cũng sẽ ban thưởng xứng đáng cho bạn. Đừng than vãn nữa, đừng oán trách bất cứ điều gì. Hãy bình tâm tĩnh khí, làm những việc nên làm và dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên tuyệt vời vì điều đó. Trước tất cả những khó khăn và rắc rối mà bạn gặp phải trong cuộc sống, hãy cho mình thêm kiên nhẫn và ông trời sẽ cho bạn tất cả câu trả lời vào một thời điểm thích hợp nhất. Nhân sinh do làm việc thiện và làm ác mỗi ngày mà quyết định sự thành bại của nghiệp. Hãy tin rằng mọi thứ trên thế giới này đều là sự an bài tốt nhất. Bất kể lúc này bạn gặp phải khổ nạn gì, trải qua loại đau đớn nào, hãy cứ kiên nhẫn làm việc thiện, hết lòng cho đi, thanh tịnh chờ đợi, an tâm chịu khổ. Đức hạnh có thể bảo vệ con người một đời, 10 đời, 1000 đời. Mọi thứ bạn chịu đựng trong một khoảng thời gian nhất định của cuộc đời, bạn sẽ luôn nhận được sự hồi đáp tốt nhất từ thiên thượng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.